Cũng báo cáo các đồng chí là trong cái chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của chúng ta phê duyệt năm 2016 thì chúng ta đề ra con số là phấn đấu đến năm 2020 đạt cái tổng doanh thu nghệ thuật biểu diễn là 16 triệu đô la, 2030 phấn đấu 31 triệu đô la. Như vậy chỉ hai đêm diễn của Blackpink là đã được non nửa cái con số của chúng ta phấn đấu của tổng thu của nghệ thuật biểu diễn năm 2030. Đó là điều rất đáng suy nghĩ. Họ thu ở trên đất nước chúng ta, của người Việt Nam chúng ta, trên sân vận động Mỹ Đình của chúng ta. Và chúng tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh thì các đồng chí Sở Văn hóa nói rất tiếc là cái tiêu chuẩn của sân vận động Thành phố Hồ Chí Minh không đạt. Chứ nếu không mà họ lại vào đấy họ biểu diễn thêm hai đêm nữa thì chỉ cần bốn đêm diễn thì thôi là họ bằng chúng ta phấn đấu năm 2030. Như vậy dư địa là rất là lớn. Nhưng báo cáo ông chí, khi Ủy ban Giáo dục đi giám sát, đi khảo sát ở các cái địa bàn thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta trong cái dư địa đấy, trong cái nỗ lực ấy thì nghệ thuật biểu diễn còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Rất nhiều vấn đề. Các cái nhà hát thì không có diễn viên thì không có nhà hát. Có nhà hát, cái trung tâm biểu diễn nghệ thuật thì là quản đến 5 cái địa điểm đất vàng đến kim cương của thành phố, nhưng chỉ vận hành một địa điểm thôi, còn 4 địa điểm còn lại thì là hoặc là để hoang hoặc là cho các đơn vị khác thuê và tốn tiền bảo vệ, tốn tiền điện nước. Trong khi đó thì phần lớn các đoàn nghệ thuật là không có cái nhà hát riêng để biểu diễn, muốn biểu diễn thì phải đi thuê, rất là khó khăn về địa điểm biểu diễn. Cái thứ hai nữa là về nhân lực. Và báo cáo chí cho chúng tôi cũng đi một số đoàn nghệ thuật ở trung ương thì cũng rất khó khăn. Có những đoàn là không có biên chế. Và các đồng chí nói rằng bây giờ thì diễn mà như thế này thì có những bạn, có những nghệ sĩ sắp thành nghề 10 năm rồi bây giờ cũng phải bỏ, phải thôi vì không có biên chế. Chúng tôi cũng đi khảo sát ở các trường nghệ thuật thì các cái ngành nghệ thuật truyền thống là các cháu không vào nữa, rất là ít người vào. Mà chúng ta đều nói là nghệ thuật truyền thống nó phải có truyền thống trong gia đình, bố mẹ diễn có khi 3-4 tuổi nó đã ngấm ngáp những ngón nghề, những cái làn điệu cho nên nó rất là nhuyễn. Và đấy là nghệ sĩ đích thực, nghệ sĩ từ trong máu. Chúng tôi cũng đi vào một cái sân khấu xã hội hóa ở thành phố lớn rất là nổi tiếng thì báo cáo ông chí là lên cái tòa nhà 3 tầng. Lên tầng 3 thì thấy ở trên là che mái tôn, mỗi tuần họ biểu diễn vài suất diễn rất là nỗ lực và mỗi suất diễn vài trăm khán giả đến xem. Thế tôi hỏi thế cái sàn diễn này là cái gì? Thì cái chị giám đốc chị nói sàn diễn này vốn là cái trần nhà tầng 3 của cái tòa nhà xây cũng nhiều năm nay rồi. Thế mà lại còn đắp ụ lên để làm sân khấu, thế rồi còn kê mấy trăm cái ghế ở đấy. Tôi bảo nhỡ nó sập xuống thì sao? Chị nói rằng là em cũng không biết được nữa, cũng không ai nói gì nên em cứ biểu diễn thôi. Thì hết sức là nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã nói ngay với các đồng chí lãnh đạo của Sở Văn hóa của cái thành phố đó là hết sức lưu ý những cái câu chuyện đó. Bởi vì nếu chúng ta để sai hóa như thế thì hết sức là nguy hiểm. Thì về nghệ thuật biểu diễn thì còn nhiều vấn đề phải nói. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng ấy, muốn có những tác phẩm xứng tầm thì phải có chính sách xứng tầm. Mà quan trọng nhất ấy, là phải tạo cái dư địa sáng tạo cho các nghệ sĩ để sáng tạo. Chúng ta đã có Lưu Quang Vũ với 40 vở kịch của những đêm diễn đỏ đèn, chúng ta cũng hy vọng là với cái sự phát triển công nghiệp văn hóa, với chính sách thiết thực, chúng ta sẽ có những cái tác phẩm văn hóa văn nghệ, những tác phẩm văn chương xứng tầm, mang hơi thở thời đại, nhất là trong thực tiễn của đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực chúng ta phát động gần đây. Hơi thở đời sống rất nhiều, những số phận rất nhiều, những câu chuyện rất nhiều, và chúng ta chờ đợi những tác phẩm phản ánh được thời đại, phản ánh hơi thở cuộc sống. Càng thật thì càng sống lâu với thời gian, càng thật thì sẽ càng được đón nhận.